xin kính chào các quý vị. So với các thị trường của các nước trên thế giới, thì có thể nói VN Index đang sở hữu rất nhiều cái nhất mà không một nhà đầu tư nào mong muốn. Đó là những diễn biến tiêu cực nhất và mức độ giảm điểm nhiều nhất. Trong cái nhịp giảm vào tháng 11 vừa qua, thì VN Index đã giảm đến mà tính tại đáy thì là mức có thể lên đến mức là hơn 40%, 42, gần 41%. Một mức giảm rất là cao và cái điều này thì đã làm cho VN Index vào top những cái thị trường mà giảm nhất ở trên thế giới. Nếu mà trong với các diễn biến khu vực thì có thể thấy là cái chỉ số mà có cái diễn biến tồi tệ nhất ở thời gian trước đó chính là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông. Thì tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì chỉ số Hang Seng cũng đã có mức phục hồi từ mức giảm khoảng âm 36% từ đỉnh lên đến hai mươi mấy phần trăm thì còn âm hai mươi mấy phần trăm. Vậy tại sao rất nhiều cổ phiếu của vn lại liên tục nằm sàn và trong cái đợt giảm vừa rồi thì giá đã giảm rất nhiều mà vẫn không có lực mua. Hiện tại thì câu hỏi đặt ra lớn nhất đó là thị trường đã tạo đáy được hay chưa và cơ sở nào để thị trường có thể tạo được đáy. Tôi tin rằng đây là những băn khoăn của hầu hết các nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, video này của tôi sẽ giải thích những điều đó cho quý vị. Nguyên nhân mà khiến cho VNX giảm điểm rất nhiều đó chính là đến từ các vấn đề trong nước hay là các vấn đề nội tại của Việt Nam. Điều đầu tiên tôi muốn nói đến đó là việc là căng thẳng ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi mà số lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn đáo hạn rất là lớn và các doanh nghiệp phát hành không có tiền để có thể đảo nợ cũng như là thực hiện được cái nghĩa vụ tài chính của mình. Chúng ta có thể thấy là số lượng trái phiếu đáo hạn vào năm 2023 là rất lớn so với cả 2022 khi mà số lượng trái phiếu phát hành vào năm 2021 thì lớn hơn rất nhiều vào năm 2020. Tổng số lượng trái phiếu phát hành vào năm 2021 thì có thể lên đến là 680.000 tỷ. Trong khi đó thì vào năm 2020 thì số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành chỉ khoảng tầm hơn 400.000 và hầu hết các thời hạn của các trái phiếu thì nó sẽ lanh quanh từ khoảng 2 đến 4 năm. Do đó thì vào năm 2023 tức là năm sau thì áp lực để trái phiếu đáo hạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với 2022. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy được một điều đó là số lượng phát trái phiếu phát hành mới trên thị trường trong năm nay thì giảm rất là nhiều so với năm 2021. Do những thay đổi về chính sách, cụ thể đó là có thể nói đến một chính sách tiêu biểu nhất là nghị định 65 về quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trong đó thì cái nghị định này quy chuẩn cực kỳ chặt chẽ hơn về các tiêu chuẩn về nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chuyên nghiệp ở trong nghị định cũ thì chỉ cần yêu cầu là có giá trị tài sản chứng khoán trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở nghị định mới và sửa đổi thì đã sửa đổi là con số 2 tỷ đồng thì vẫn không đổi. Tuy nhiên nhà đầu tư phải có giá trị 2 tỷ trên trung bình thời gian là 6 tháng. Tức là trong suốt 6 tháng đó thì cái tài khoản của nhà đầu tư lúc nào cũng phải trên 2 tỷ không tính giá trị margin cũng như là giá trị chứng khoán mà có hợp đồng mua bán lại. Chính vì thế nên là số lượng nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã giảm đi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì các hoạt động thanh kiểm tra phát hành trái phiếu cũng đã xảy ra thường xuyên hơn. Hai yếu tố trên thì kết hợp vào tạo ra áp lực cân nguồn rất là lớn đối với các doanh nghiệp và cái lượng mà nghĩa vụ mà các doanh nghiệp này phải thực hiện khi mà trái phiếu đó hạn thì lớn hơn rất nhiều so với cả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Áp lực đảo nợ là rất là lớn. Nguyên nhân thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là việc các ngân hàng hết room, tức là hết hạn mức tín dụng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tín dụng toàn hệ thống ngân hàng trong 4 tháng đầu năm thì đã tăng mạnh thậm chí đã chạm mức của ngân hàng nhà nước nên hầu như là tín dụng của toàn ngành của toàn nền kinh tế đã không tăng trong vòng quý 2 năm 2022. Các doanh nghiệp thì phát hành trái thì phải tăng cường nguồn vốn từ ngân hàng để có thể đáp ứng được cái nhu cầu trả nợ trái phiếu và mua lại trái phiếu trước hạn, đặc biệt là kể từ sau tháng 4 năm 2022 khi mà sự việc của Tân Hoàng Minh xảy ra thì các doanh nghiệp đã có động thái rất nhiều doanh nghiệp đã có động thái là mua lại trái phiếu trước hạn nếu mà chúng ta nhìn vào tăng trưởng tín dụng thì có thể thấy là tốc độ trung bình tăng trưởng tín dụng hàng năm của nước mình là khoảng tầm 12 đến 13% một năm trong 2 năm gần nhất đó là 2022 và 2021. Tuy nhiên, ngay tại tháng 6 năm nay thì tăng trưởng tín dụng đã chạm mức 9,44%. Tức là nếu mà tiếp tục như thế này thì hạn mức tín dụng có thể lên đến hơn 18-19%. Điều này thì cho thấy một điều là nền kinh tế đang phát triển rất là nóng. Thiếu vốn thì làm cho các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn vốn của công ty chứng khoán và họ phải cầm cố cổ phiếu để vay margin. Bên cạnh đó thì các ngân hàng cũng cho vay với các cổ phiếu là tài sản đảm bảo. Vậy nên là trong thời gian vừa rồi khi mà thị trường gặp khó khăn, giảm điểm rất là nhiều, giá cổ phiếu giảm, các công ty chứng khoán thì thực hiện việc đó là co margin chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp. Khi đó các doanh nghiệp thì lại bị căng nguồn không có thêm tiền và không đáp ứng được cái nghĩa vụ với đối với công ty chứng khoán và bị các công ty chứng khoán phọc sale hay còn gọi là bán tài sản đảm bảo chính là các cổ phiếu và điều này thì sẽ làm cho giá cổ phiếu càng ngày càng giảm và khi mà giá cổ phiếu giảm thì sẽ càng nhiều cổ phiếu sẽ bị phọc sale khi mà một số lượng lớn cổ phiếu quá lớn bị phọc sale thì sẽ dẫn đến việc đó là một số cổ phiếu sẽ không có thanh khoản phải giải chấp sang các cổ phiếu khác dẫn đến tình trạng là sàn la liệt. Đó là tình trạng của rất nhiều cổ phiếu mà chúng ta có thể thấy ở trong hai tuần đầu của tháng 11. Bên cạnh các yếu tố nội tại thì cùng một thời điểm đó thì các diễn biến về kinh tế vĩ mô thế giới kết hợp vào cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho VN Index có diễn biến rất là tiêu cực. Tác nhân đầu tiên đó chính là việc rủi ro suy thoái xảy ra khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất Nền kinh tế Mỹ thì đã có những dấu hiệu suy thoái khi các doanh nghiệp lớn bắt đầu sa thải nhân sự. Chúng ta có thể thấy rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ thì đã bắt đầu có kế hoạch là cắt giảm nhân sự, ví dụ như là Facebook, Amazon, Twitter. Một điều nữa mà chúng ta có thể thấy đó là tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu chậm lại. Nếu như, như ở bảng của tôi ở đây thì quý vị có thể thấy đó là tăng trưởng của lợi nhuận của chỉ số S&P 500 của Mỹ, tức là 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ thì đã có mức tăng trưởng khá là chậm lại so với cả các quý trước. Một trong những rủi ro tiếp theo từ Vĩ mô đó chính là việc lạm phát vẫn ở mức cao. Lạm phát của Mỹ thì đã sụt giảm xuống còn mức là chỉ còn 7,2% trong tháng 10, giảm khá là nhiều so với kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng như là các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, mức này vẫn là mức cao và chưa thể thấy được việc là Fed sẽ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Lãi suất tăng thì là điểm trừ rất là lớn cho việc đầu tư cổ phiếu. Dự kiến thì lãi suất của Fed sẽ ở mức khoảng tầm 5 cho đến 5,5% trong năm 2024, hiện tại thì đang là mức khoảng 4%. Đây là mức lãi suất rất là cao. Với mức lãi suất này thì lãi suất cho vay ở Việt Nam thì sẽ có thể sẽ tăng hơn rất nhiều so với mức hiện tại và điều này thì sẽ là một trong những tác động rất là tiêu cực đến với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Phần cuối cùng đó chính là phần mà các nhà đầu tư có lẽ là luôn quan tâm nhất, đó là khi nào tình trạng này mới có thể được cải thiện? Theo ý kiến của tôi thì tình trạng này có thể sẽ được cải thiện khi mà các nút thắt về thanh khoản cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ được giải tỏa. Áp lực mua lại trái phiếu trước hạn và trái phiếu đến hạn thì rất là cao. Nếu như mà không có một phương án giải quyết thì sẽ gây áp lực rất lớn đến với thị trường. Chừng nào các vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết triệt để thì sẽ rất khó để thị trường có được cái nền tảng vững chắc về giá. Thời gian gần đây thì có rất nhiều tin tức về các biện pháp hỗ trợ của chính phủ như là dự kiến mở room tín dụng của ngân hàng cũng như là lập các tổ công tác để hỗ trợ cho thị trường bất động sản hoặc là dự thảo sửa đổi nghị định 65 để có thể giúp cho áp lực ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp được giảm đi. Thì những cái thông tin tích cực này thì đã góp phần làm cho VN-Index có cái nhịp phục hồi nhẹ. Tuy nhiên Tất cả những giải pháp này thì hiện tại đều chưa thực sự xảy ra và vẫn là đang mang tính định hướng rất là nhiều. Sẽ rất cần những biện pháp hỗ trợ cụ thể hơn thì môi trường vĩ mô mới có thể cải thiện được. Điều thứ hai khiến cho đáy của thị trường chứng khoán có thể được lập ra đó là khi giá cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn đủ để có thể hấp dẫn được dòng tiền bên ngoài tham gia vào vắt đáy. Như chúng ta có thể thấy vào thời điểm như là Covid vào tháng 3 2020 thì khi đó thì cũng xảy ra tình trạng là sàn la liệt và kéo dài rất là dài tuy nhiên có một dòng tiền lớn từ xã hội đã tham gia vào và bắt đáy và và đã kéo giá cổ phiếu phục hồi rất là tốt nhưng tình trạng hiện tại thì có thể nói là khi nào mà các mã như là Novaland hoặc phát đạt hết sàn thì tôi nghĩ là đó có thể là một tín hiệu tốt cho thị trường Hy vọng rằng những cái thông tin của tôi chia sẻ ở phía trên đây thì đã có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc về thị trường chứng khoán của chúng ta hiện tại và rất mong rằng thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới sẽ có những diễn biến tích cực hơn hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị hơn